Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi chiều hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một cái sứ điệp đó là cận thị thuộc linh. Xin kính mời quý vị chúng ta mở ra với tôi ở trong sách Phi-rơ thứ nhì đoạn 1 từ câu 3 cho đến câu số 11. Chúng ta thấy được có những cái thái độ và cũng như những cái công việc gì mà một người tin Chúa chúng ta cần phải làm để chúng ta có thể thêm lên ở trong đời sống tin kính của chúng ta và từ đó chúng ta được kết quả theo ý muốn của Chúa. Và Phi-rơ thứ nhì đoạn 1 từ câu 3 cho đến câu số 11, tôi xin đọc lời của Chúa đây. Sự tấn tới của tín đồ Đấng Christ. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhận đức, thêm cho nhận đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Thưa quý mài trên phần đoạn kinh thánh này được viết bởi sứ đồ Phaolô gửi cho tất cả những người con cái Chúa là người Do Thái. Ông nói rằng là quyền phép của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Vậy thì sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình thì đời sống của chúng ta được tái sanh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh được ban ở trong tâm linh của chúng ta. Và chúng ta có được những cái tiềm năng và cũng như những phước hạnh mà Chúa Giêsu Ngài ban chúng ta ở trong ơn của Chúa. Để khi chúng ta được tái sanh, được trở thành con người mới trong Chúa thì chúng ta sẽ biết Đức Chúa Trời là Đấng đã lấy vinh hiển và những đức của Ngài mà gọi chúng ta. Và chúng ta có được một lời hứa rất quý rất lớn mà Chúa đã hứa với chúng ta, đó là chúng ta sẽ được ở cùng với Ngài ở trong thiên đàng vinh hiển. Và chúng ta không những chúng ta sẽ được thừa hưởng cơ nghiệp ở trong thiên đàng vinh hiển mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng sẽ trở nên một người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời ở ngay trên đất này. Thưa quý mà cha, mục đích của Đức Chúa Trời Ngài cứu chúng ta và Ngài kêu gọi chúng ta để theo Chúa đó là chúng ta được trở nên giống Chúa càng hơn. Và anh chị em ơi, là người được giữ phần bổn tánh của Chúa thì chúng ta thấy rằng là chúng ta còn rất là nhiều thiếu sót. Đúng không anh chị em? Có những người họ nói rằng là mục sư nói thiêng liêng quá chứ tôi thấy Chúa là Chúa còn tôi là tôi. Anh chị em ơi, chúng ta phải hiểu một điều rằng là chúng ta là người tin Chúa, chúng ta cần phải có bổn tánh của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta. Người ta nói rằng là con thì giống cha thì nhà có phúc, đúng không anh chị em? Nhưng mà con Chúa liệu rằng là có giống Chúa hay không? Và đây là cái điều mà chúng ta cần phải hỏi cá nhân của chính mình, đó là ngày hôm nay tôi giống Chúa bao nhiêu phần trăm? Rồi dĩ nhiên chúng ta không thể nào mà mình giống Chúa 100% được anh chị em. Chỉ khi mà chúng ta về thiên đàng với Chúa thì lúc đó chúng ta mới là hoàn hảo và trọn vẹn mà thôi. Ngay cả Phaolô nói rằng là bây giờ tôi chỉ làm một điều, đó là tôi quên lững những sự đằng sau và ngó chăm những sự đằng trước, nhắm đức mà chạy. Và ông nói rằng là tôi chưa nghĩ rằng là mình có thể đã được hoàn hảo rồi đâu. Phaolô nói rằng là anh em hãy bắt chước tôi cũng giống như tôi bắt chước Đấng Christ. Điều đó không nghĩa rằng là Phaolô là một người hoàn hảo trọn vẹn tuyệt đối, nhưng mà ông đang ở trong một cái mức độ trưởng thành tâm linh. Và người trưởng thành của Chúa ở trên đất này thì người đó vẫn có những điều mà cần được Chúa thương xót và cần được Chúa đổi mới mỗi ngày càng hơn. Vậy thì chúng ta hãy trở nên một người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Quý mài cha, cho dẫu rằng đời sống của chúng ta ngày hôm nay còn nhiều cái yếu đuối, nhưng mà tôi khích lệ anh chị em chúng ta hãy tiếp tục thêm lên và tấn tới trong ơn của Chúa. Đừng dừng lại, đừng nghĩ rằng là tôi tin Chúa là đủ rồi. Bây giờ tôi mỗi tuần lễ tôi đến đây tôi thờ phượng Chúa, đúng 3 giờ chiều là tôi có mặt ở trong hội thánh tôi thờ phượng Chúa, vậy là đủ. Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta cần phải thêm lên và hãy xem đời sống của chúng ta có giống như Chúa ở trong suy nghĩ, ở trong lời nói và trong việc làm của chúng ta hay không.
David đã nói rằng là nguyện sự suy gẫm của lòng tôi và lời nói của miệng tôi được đẹp ý Ngài. Vậy thì một người giữ phần bổn tánh của Chúa, người đó sẽ có một đời sống tinh kính và có sự ảnh hưởng trên những người xung quanh mình. Chúng ta thấy rằng là khi Chúa Giêsu ở trên đất này thì Ngài đến đâu, nơi đó luôn có hàng ngàn người đi theo Chúa. Không phải là vì những dấu kỳ phép lạ mà thôi, nhưng mà ở trong Chúa Giêsu có bày tỏ ra tình yêu thương, ân điển và sự thương xót. Người ta cảm nhận được ở trong Chúa Giêsu Christ có một cái gì đó đặc biệt lắm anh chị em. Và đó chính là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vậy thì tôi và chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ và Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ bày tỏ ra sự hiện diện của Chúa Giêsu ở bên trong đời sống của chúng ta. Người ta sẽ thấy được chúng ta có một gì đó khác biệt so với là những người thế gian ở xung quanh. Thế gian thì họ gian như thế cho nên họ than như dế. Nhưng mà anh chị em ơi, là con cái Chúa, chúng ta có cần phải gian như thế không? Chúng ta có cần phải than như dế không anh chị em? Amen. Nếu anh chị em nói là không thì tôi xin chúc mừng anh chị em, bởi vì cuộc đời của anh chị em thật sự đã được đổi mới. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã tin Chúa nhiều năm, nhiều tháng rồi mà chúng ta vẫn thấy cuộc đời của mình vẫn u như kỹ hay là y như cũ, thì anh chị em ơi, chúng ta cần hãy nhìn lại lời, nhìn lại chính mình ở trong lời của Chúa. Bởi vì cái phần của Chúa đó là tái sinh chúng ta rồi qua Đức Thánh Linh, quyền năng ở trong chúng ta, và chúng ta có một cái tiềm năng để chúng ta được phát triển và kết quả. Nhưng mà về phần chúng ta đó quý mà chị em, buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ xem xét coi rằng là về phần chính mình có còn thiếu cái điều gì khiến cho đời sống tâm linh của chúng ta vẫn chưa được phát triển một cách đúng mức để chúng ta có thể trở thành một người có thể bứt phá và kết quả theo muốn của Chúa hay không. Ở trong câu 5 nói với chúng ta rằng là vậy nên về phần anh em phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, rồi thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tinh kính, thêm cho tinh kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Ở đây cái phần của mỗi người tín đồ là người tin Chúa đó quý mà chị em, thì chúng ta cần phải gắng hết sức. Tin Chúa không phải chỉ là một cái chặng đường mà mình dễ đi đâu anh chị em. Không phải là mình cưỡi ngựa xem hoa rồi mỗi Chủ nhật mình đến đây có phòng máy lạnh rồi có tất cả mọi thứ dễ dàng dễ chịu đâu. Nhưng mà chúng ta theo Chúa là một chặng đường mà chúng ta phải gắng hết sức thưa quý mà chị em. Chúng ta nhiều khi phải trả giá bằng chính xương máu của chúng ta. Có những người họ đã làm chứng rằng là tôi theo Chúa, gia đình của tôi súng lại và chửi bới, rồi thậm chí đánh đập nữa quý mà chị em. Nhưng mà đa phần những người mà trả giá theo Chúa, cho dù bắt bớ mà họ không bỏ Chúa quý mà chị em, thì đa phần những người đó cho đến ngày hôm nay họ đều kết quả, họ trở thành những trưởng lão và có thể phục vụ Chúa ở trong vương quốc của Chúa một cách hiệu quả anh chị em. Vậy thì theo Chúa thật sự chúng ta cần phải có một sự nỗ lực để chúng ta thêm lên cho đức tin của mình. Thêm lên cho đức tin của mình. Tin Chúa vẫn chưa đủ anh chị em, nhưng mà chúng ta cần phải thêm lên cho đức tin của mình điều gì anh chị em? Sự nhân đức. Cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy ở đây đó là sự nhân đức. Sự nhân đức đó là cái việc lành. Và ở trong Gia Cơ đoạn số 2 nói rằng là đức tin mà không có việc làm thì là đức tin gì anh chị em? Dạ, đức tin chết đúng không ạ? Chúng ta xem ở trong câu số 17, Gia Cơ đoạn 2 câu số 17, về đức tin cũng một đấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Vậy thì nếu chúng ta nói rằng là mình là người tin Chúa nhưng mà mình không bày tỏ ra việc làm, không bày tỏ ra sự nhân đức của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng đức tin của chúng ta không thể hoạt động được. Nếu chúng ta tin rằng là Đức Chúa Trời là đấng chu cấp di rê tất cả mọi nhu cầu cần dùng của chúng ta, mà chúng ta không chịu dâng hiến theo lời của Chúa, rồi chúng ta nói rằng là Chúa ơi, xin chúc ban phước cho con được giàu có, được dư dật, nhưng mà trong khi đó mình không làm theo lời của Chúa, mình không gieo hạt giống ở trong tài chánh của chúng ta, thì đức tin của chúng ta nó chỉ là một đức tin chết mà thôi. Và để cho đức tin của chúng ta hoạt động ở trong từng lĩnh vực thì chúng ta cần phải hành động theo như lời của Chúa nói ở trong lĩnh vực đó. Nếu chúng ta muốn thấy lãnh vực tài chánh của chúng ta được dư dật, được giao có, được phước hạnh, thì chúng ta hãy giữ 1/10. Amen không anh chị em? Đó là việc làm của chúng ta đó anh chị em. Chứ không phải chúng ta nói ô tôi tin Chúa mà tôi cũng tin rằng lời Chúa Ngài tốt lành, Ngài dư dật, Ngài chăm sóc cho mọi nhu cầu của tôi sẽ không thiếu thốn gì hết. Nhưng mà anh chị em ơi, bên cạnh đó chúng ta cũng hãy làm theo lời của Chúa nữa. Hãy dâng 1/10 đầy đủ và dâng lặt hiến nữa anh chị em.
Hồi nãy chúng ta nghe được người anh em chúng ta có làm chứng về đời sống của mình trước và sau khi được Chúa thay đổi về mặt thuộc linh nó như thế nào. Trước khi tin Chúa, trước khi được Chúa thay đổi thật sự đó, người anh em này tính toán với Chúa từng đồng từng cắt, đúng không anh chị em? Lương tháng 7 triệu mà không dám dâng 700 ngàn, nhưng mà chỉ dâng một chút xíu thôi. Nhưng mà lúc đó thì dâng không đủ, cho nên là tài chánh nó không có được phước. Thiếu chỗ này, hụt chỗ nọ, rồi nợ chỗ khác nữa anh chị em. Nhưng mà cảm ơn Chúa, từ khi Chúa thăm viếng và Chúa thay đổi cuộc đời của người anh em này, người anh em này đầu phục Chúa và dâng hiến đầy đủ 1/10, thì lạ luôn thấy phép lạ của Chúa khiến cho tài chánh được trở nên bảo đảm và chắc chắn hơn, không còn thiếu trước hụt sau nữa anh chị em, và không có nợ, không có sinh ra cái này cái kia. Nhưng mà cảm ơn Chúa, qua điều đó chúng ta thấy được là Chúa ngày luôn thành tín trong lời của Chúa. Ai dâng hiến đầy đủ 1/10 thì người đó sẽ được phước ở trong tài chánh. Chúng ta vẫn thấy được là số tiền của chúng ta, lương của chúng ta nó vẫn y như vậy, nhưng mà đến cuối tháng chúng ta không có phải chi cho tiền bệnh viện nè, chi tiền thuốc men nè, tiền này tiền kia anh chị em. Và chúng ta được dư là dư cái chỗ đó đó anh chị em. Và tất cả những gì mà chúng ta dâng hiến cho Chúa, Chúa đều ban phước lại chúng ta một cách đầy đủ và không thiếu bất cứ điều gì cả. Tôi nghe có một người kể một cái câu chuyện hài ở bên công giáo đó, người ta có cái câu chuyện hài thế này. Có một người thiếu nữ nọ cũng tin Chúa, cũng tin kính lắm. Cứ mỗi buổi chiều ra đứng trước nhà thờ nói với Chúa Giêsu: Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho con cái này cái kia. Nếu mà Chúa cho con làm ăn mà thuận lợi đó, con sẽ dâng cho Chúa mấy trăm đô đó đó. Cứ hứa với Chúa, thật sự Chúa cho, Chúa ban phước cho dữ dật lắm anh chị em. Nhưng mà chỉ dâng cho Chúa có phần nửa thôi. Ví dụ nó hứa dâng Chúa 200 đô, chỉ dâng có 100 đô thôi. Hứa dâng Chúa 500 đô, chỉ dâng có 250 thôi. Chúa thông cảm nha, tại vì công ăn việc làm nó cũng phải chi cái này, chi cái kia. Chứ không có phải là giống như là mình nghĩ đâu, nói dâng 200 là dâng 200, nhưng mà nó còn phải chi lắc nhắc nữa. Thôi Chúa thông cảm. Lần nọ thì người chị em này cũng cầu nguyện: Chúa ơi, giờ con cần có chồng, xin Chúa cho con có một người chồng đẹp trai, học giỏi, yêu thương con, lịch sự, ga lăng, tử tế. Chúa ơi, xin Chúa cho con có một người chồng như vậy. Con hứa với Chúa đó, con mà gặp cái người như vậy đó, con dâng cho Chúa 2.000 đô. Và thế là cái người chị em này gặp được đúng cái người như vậy luôn, đẹp trai, lịch sự, tử tế, ga lăng, yêu thương vợ mình nữa. Thế là đám cưới xong, người chị em này đến dâng hiến cho Chúa có 1.000 đô thôi. Thôi Chúa ơi, Chúa thông cảm nha, tại bạn bè con nó làm ăn thất bát quá, nó đi đám cưới con nó chỉ bỏ bao thư có chút đỉnh nè, mỗi đứa có vài chục đô chứ không có được vài trăm đô, cho nên con xin lỗi Chúa, con dâng cho Chúa có 1.000 đô thôi, không được 2.000 đô, Chúa thông cảm cho con. Thời gian chung sống với nhau khoảng vài năm thì cái người chồng này không biết vì lý do gì đó mà trở lòng và đánh cái cô này. Một lần kia đánh bầm mặt bầm mày hết trơn rồi. Cái cô này cổ ra đứng trước nhà thờ, cổ nói: Chúa ơi, sao mà con cầu nguyện cái gì Chúa cũng cho cái đó hết, mà con cầu nguyện xin Chúa ngày cho con có một người chồng đẹp trai, yêu thương con, lịch sự, tử tế, mà bây giờ chồng con nó đánh con như thế này, tại sao vậy Chúa? Thế là ở trong nhà thờ có một tiếng vang ra, đó là: tiền nào của đó con ơi. Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy được một cái điều, đó là khi chúng ta mà trả giá với Chúa đó anh chị em, thì đôi khi những phước hạnh nó đến với chúng ta nó không được trọn vẹn anh chị em ơi. Đôi khi chúng ta cứ trả giá kỳ kèo với Chúa: Chúa ơi, giờ Chúa thông cảm với con, nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta cần phải xem tấm lòng của chúng ta như thế nào với Chúa. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngày cho hội thánh của chúng ta không có ai giống như cô gái đó. Dĩ nhiên Chúa ngày rất là tốt lành và nhân từ với chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết rằng là có một kẻ nó luôn luôn kiện cáo chúng ta nếu chúng ta không giữ theo đúng lời của Chúa, nhất là trong tiền bạc tài chánh anh chị em. Ở trong Malachi đoạn 3 câu số 10 nói rằng là khi chúng ta dâng hiến thì Chúa ngài sẽ mở cửa sổ trên trời ra, đổ phước xuống chúng ta đến nỗi không đủ chỗ chứa, và ngài sẽ vì cớ chúng ta mà ngăn cấm kẻ cắn nuốt, và bông trái của chúng ta sẽ không bị rụng trái trước khi đến mùa nữa anh chị em. Vậy thì chúng ta thấy rằng là
Đức tin của chúng ta cần phải có thêm sự nhân đức và thêm cho nhân đức sự học thức. Học thức ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta phải là những người có bằng cấp học vị cao ở trong xã hội. Nhưng mà từ học thức ở đây nói về cái kiến thức kinh thánh, nói về những cái tri thức khôn ngoan ở trong lời của Chúa anh chị em. Chúng ta cần phải có sự trau dồi cho đời sống tâm linh của chúng ta những lẽ thật mà chúng ta cần phải học và được nuôi dưỡng ở trong lời của Chúa mỗi ngày. Bởi vì người tin Chúa chúng ta phải nhận thức một điều rằng là lời của Chúa chính là thức ăn cho tâm linh của chúng ta. Và chúng ta sẽ không thể nào sống một cách no đủ và khỏe mạnh ở trong tâm linh nếu đời sống tâm linh của chúng ta thiếu lời của Chúa. Và qua sự học hỏi lời của Chúa hàng ngày và chuyên cần thì đời sống tâm linh của chúng ta nó sẽ được lớn lên và chúng ta sẽ được kết quả. Còn nếu chúng ta không có lời của Chúa, tức là chúng ta không có sự học thức ở trong ơn của Chúa đó anh chị em, thì chúng ta sẽ rất là khó để phục vụ Chúa một cách kết quả được anh chị em. Do đó trong một thánh ngũ tuần Rema của chúng ta thì chúng ta có trường kinh thánh IBBI dành cho những người muốn hầu vị Chúa và được huấn luyện bài bản từ căn bản cho đến nâng cao. Chúng ta cũng đều có những cái chương trình như là chương trình show hoặc là nhiều tôi tớ của Chúa có những cái chương trình huấn luyện kinh thánh. Và chúng ta nếu nhận biết được là Chúa đã kêu gọi chúng ta để theo Chúa và kết quả cho Ngài thì anh chị em ơi, chúng ta cần hãy trung tín và chuyên cần ở trong những lớp học kinh thánh. Bởi vì tôi nhìn thấy được có một điều rằng là ngày hôm nay hội thánh của Chúa chúng ta thiếu đi kết quả là bởi vì cớ chỉ có một mình mục sư làm việc thôi, hoặc là cùng có những người nhân sự cùng với ông để làm việc thôi. Chứ còn hội thánh của Chúa hầu như là chúng ta chưa có phát triển hết được tất cả những cái tiềm năng mà Chúa đặt để bên trong mỗi người chúng ta. Chỉ có mục sư và những người nhân sự trong thánh làm việc thì chúng ta thấy rằng là nó vẫn chưa phải thực sự là một cơ thể trọn vẹn. Tôi ví dụ, anh chị em thấy được cái cơ thể của tôi 100% ở đây đúng không ạ? Anh chị em thấy được tai, mắt, mũi, miệng, đầu mình, tay chân của tôi. Nhưng mà anh chị em biết rằng là ở trong cơ thể con người chúng ta đó, nó có tim nè, nó có gan, phèo, phổi đúng không anh chị em? Có thận này kia nữa đúng không ạ? Anh chị em không thể thấy được cái nội tạng bên trong của tôi. Nhưng mà chuyện gì xảy ra nếu mà một trong những cái nội tạng của tôi nó ngừng hoạt động anh chị em? Giả sử tôi đang khỏe mạnh như thế này, tim mà nó ngừng đập thì sao anh chị em? Hả? À, giả sử thấy ghê quá. Nhưng thực tế đó anh chị em, ở trong trong thân thể Chúa Jesus Christ có những chi thể họ ngừng hoạt động anh chị em. Cái này còn ghê hơn nữa anh chị em ơi. Chúng thấy rằng là có những cái công việc đó tự nhiên dừng lại trong hội thánh. Và cả một cái guồng máy của thánh nó bị đứng lại anh chị em. Và thân thể của Chúa Jesus Christ nó cần phải được chữa lành ở trong những cái chức năng của từng chi thể. Giả sử hội thánh của từng Rema Lộc Hưng của chúng ta ở đây, mỗi buổi chiều Chủ nhật 3 giờ chiều chúng ta thường hay có nhóm lại. Thì những anh chị em ở trên mạng, anh chị em chúng ta có thể theo dõi chương trình này qua internet, trên Facebook. Có thể anh chị em chỉ thấy tôi hoặc là thấy những người hướng dẫn chương trình mà thôi. Nhưng mà có những người âm thầm phục vụ ở phía bên dưới hội thánh thì anh chị em không nhìn thấy họ. Nhưng mà nếu không có những người âm thầm phục vụ như vậy thì tất cả những cái công việc ở trong hội thánh nó sẽ không thể nào hiệu quả được. Và thậm chí là tôi cũng không thể nào đứng đây để mà giảng lời Chúa cho anh chị em nếu không có sự âm thầm hy sinh để phục vụ của những người như vậy. Trước khi mà chúng ta cầm micro lên để mà hướng dẫn chương trình và thờ phượng Chúa ở đây thì có những người họ đã âm thầm để họ chỉnh máy rồi chỉnh pin cho cái micro này. Amen không anh chị em? Những người đó chúng ta không biết mặt, không biết họ là ai, nhưng mà nếu không có họ thì chúng ta cũng không thể nào có được âm thanh ánh sáng như lúc mà chúng ta đang có ở đây. Vậy thì chúng ta thấy rằng là trong cơ thể của chúng ta có những cái có những cái cơ quan mà chúng ta không thể thấy được nó, nhưng mà không có nó thì không thể nào có thể bình thường được. Vậy thì mỗi người chúng ta đều có những cái chức năng và có những cái ân tứ mà Chúa đặt để bên trong mỗi người chúng ta. Amen không anh chị em? Amen. Không có một chi thể của Chúa Jesus Christ nào là thừa thải ở trong nhà của Chúa cả. Tất cả chúng ta đều có những cái tầm quan trọng như nhau. Nhiều người nói rằng là tim là cái bộ phận quan trọng nhất. Nhưng thưa quý mài chị em, nếu mà gan mà nó ngưng hoạt động thì sao anh chị em? Thận mà ngưng hoạt động thì sao anh chị em? Lá lách hoặc là dạ dày của chúng ta nó không hoạt động thì sao anh chị em? Chết đúng không ạ?
Cho nên là tất cả mọi cái cơ quan nội tạng trong cơ thể của chúng ta nó đều quan trọng với nhau cả. Cho nên không một ai chúng ta là thừa thải. Người lớn tuổi có cái chức năng vai trò của họ ở trong nhà của Chúa theo kiểu của người lớn tuổi. Mà người trẻ tuổi chúng ta cũng có sức lực, chúng ta có thời gian thanh xuân của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể kết quả theo cái cách mà Chúa ngài dùng chúng ta. Và anh chị em ơi, cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta khi kết thúc cuộc sống ở trên đất này, chúng ta đối diện với Chúa, thì chúng ta sẽ có cái gì để chúng ta trình với Chúa. Và cái điều mà Chúa ngài đặt để trên mỗi người chúng ta đó là chúng ta cần phải đi và kết quả, và trái của chúng ta thường đậu luôn. Ở trong Giăng đoạn số 15 câu số 16, lời của Chúa Giêsu nói rằng là: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Anh chị em thấy không, Chúa ngài đã chọn và lập chúng ta để chúng ta đi và kết quả. Đi và kết quả anh chị em. Có thể anh chị em chúng ta không quan tâm để ý nhiều đến chị Hương, nhưng mà tôi thấy chị Hương thật sự là một người có sự kết quả. Tôi nhớ cách đây 2 tuần trước thì vào buổi sáng thứ hai, người chị em này đã điện thoại cho tôi qua Facebook Messenger và qua màn hình, thì người chị em nói: mục sư ơi, mục sư, nhờ mục sư cầu nguyện cho anh Trương Tuấn. Tôi lúc đầu tôi nói: ủa cái gì mà sao mà anh Trương Tuấn? Thì chị nói rằng là: dạ không, cái người này cũng là tên trùng với mục sư luôn, là tên là Trương Anh Tuấn. Và thế là mục sư Trương Anh Tuấn sáng hôm đó đã cầu nguyện cho anh Trương Anh Tuấn tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm vua Chúa đời sống của mình. Và khi mà tôi cầu nguyện, mẹ tôi bên ngoài nghe nói cái gì của Trương Anh Tuấn, thì nghe cái phần mà xin Chúa ghi tên của con là Trương Anh Tuấn vào trong sách sự sống thiên đàng của ngài đó. Tôi cầu nguyện xong, cái mẹ tôi hỏi là: con phải cầu nguyện rõ ràng đó là xin ghi tên của anh Trương Anh Tuấn vào trong sách sự sống thiên đàng, chứ đừng nói là ghi tên mục sư Trương Anh Tuấn vào trong sách sự sống của thiên đàng. Dạ, cảm ơn Chúa, thật là thú vị. Bởi vì lần đầu tiên ở trong chức vụ của tôi cầu nguyện cho một người cùng tên với mình để tiếp nhận Chúa Jesus làm của Chúa đời sống của mình anh chị em. Đó cũng là một sự kết quả đúng không ạ? Cho dẫu rằng chị không thể hướng dẫn để cho anh Trương Tuấn tiếp nhận Chúa Jesus, nhưng mà chị đã biết cách để liên lạc với mục sư Trương Tuấn để cầu nguyện cho anh Trương Tuấn. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì anh chị em ơi, chúng ta hãy tìm cách để đi và kết quả cho Chúa. Điều đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhắc nhở bản thân của chúng ta. Lạy Chúa, xin hãy cho con được kết quả cho Chúa. Đem một linh hồn trở về với Chúa, nó rất là phước hạnh anh chị em. Chúa nói rằng là cả thế gian này không có thể nào lấy cái điều gì ở trong thế gian này để mà đổi lấy một linh hồn của một con người. Một linh hồn thì quý hơn cả thế gian. Nhưng mà cái điều mà tôi cầu nguyện tiếp tục cho anh Trương Tuấn đó là anh sẽ được trung tín theo Chúa anh chị em. Bởi vì Chúa nói rằng là trái của các ngươi thường đậu luôn. Xin Chúa ngài cho chúng ta có thể bảo tồn được cái mùa gặt. Bởi vì nếu chúng ta gặt về nhưng mà chúng ta không có một sự chăm sóc thì cái trái nó sẽ có thể bị rụng. Cho tôi hỏi một chút là anh Trương Tuấn là hiện tại ở trên Dương Minh Châu đúng không chị ha? Anh có xuống mà đi xuống nhà tôi đạo ra cái thờ phượng cái cuộc điện thoại chị bị tai đột quỵ. Dạ. Chứ nếu không thì hôm nay là anh ấy có mặt. Tuần trước thì anh có mặt không? Dạ, cảm ơn Chúa. Tuần trước thì anh Trương Tuấn có mặt, nhưng mà mục sư Trương Tuấn thì không có mặt. Cho nên là có 3 cái mục sư Trương Tuấn cầu nguyện cho anh Trương Tuấn. Dạ. Dạ. Tôi có viết ở trên trang Facebook của tôi đó là mục sư Trương Tuấn cầu nguyện cho anh Trương Tuấn tiếp nhận Chúa Jesus Christ. Cho nên là bây giờ ai mà có trùng tên với tôi là Trương Tuấn đó mà chưa tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống mình thì có thể liên hệ với tôi và tôi sẽ cầu nguyện trực tiếp cho người tên là Trương Tuấn như vậy. Cảm ơn Chúa, anh chị em hãy cầu nguyện xin Chúa ngài cho con có thể chinh phục được một người cùng tên với con. Và cùng họ thì hơi khó à, tại vì cái chuyện của tôi là 1000 năm mới có một lần đó anh chị em. Không phải là thường xuyên đâu. Cảm ơn Chúa.
Vậy thì chúng ta trở lại với lời của Chúa, chúng ta thấy rằng là ý muốn của Chúa là muốn chúng ta được thêm lên và được kết quả. Sự học thức ở đây cũng nói về việc mà chúng ta trau dồi cho lời của Chúa ở trong cá nhân của chúng ta. Ở trước đây thì khi mà tôi hầu việc Chúa đó thì tôi gặp những anh em ở những hệ phái khác đó, họ nói rằng là mục sư cứ hầu việc Chúa hết lòng, mình chỉ cần có bằng lòng thôi chứ không cần phải có bằng cấp gì hết á, mình cứ dấn thân mình hầu việc Chúa, không cần phải đi học trường thần học này, không cần phải học kinh thánh nhiều, miễn là mình cứ sốt sắng hầu việc Chúa hết lòng thì mình sẽ được kết quả. Lúc đầu thì tôi cũng amen với điều này và tôi cứ dấn thân hầu việc Chúa và thật kết quả thật. Nhưng mà càng về lâu về dài sau này đó anh chị em, tôi thấy rằng là có những điều mà tôi vẫn cần phải được học hỏi và cần phải được thêm vào trong đó. Bởi vì nếu mà chúng ta không được nâng cấp ở trong sự học lời của Chúa anh chị em, thì sẽ đến một lúc chúng ta sẽ bị hụt chân khi chúng ta bước lên cao. Tôi ví dụ chẳng hạn như một người lái xe 5 chỗ với một người mà lái xe 16 chỗ, thì nếu mà cái người đó ao một cái lái xe 16 chỗ được không anh chị em? Được chứ. Nhưng mà chỉ vòng vòng ở trong sân nhà của mình thôi, hoặc là vòng vòng ở trong xóm của mình thôi. Nếu mà đi xa lên thành phố Hồ Chí Minh mà từ Trảng Bàng này mà chạy xe 16 chỗ lên tới thành phố Hồ Chí Minh mà đi giữa đường gặp công an giao thông thì anh chị em nghĩ sao ạ? Mệt mỏi luôn đúng không ạ? Tại vì sao? Không học, không có bằng cấp. Có thể lái được đó, nhưng mà không có bằng cấp thì không thể nào cho lái được. Giữa một người có học lái xe với một người không học lái xe đó anh chị em, khác biệt nhau hoàn toàn. Tại vì cái người có học qua trường lớp, người đó bước vào trong xe là người đó biết phải làm cái gì rồi, đúng không chú ha? Cái người mà có học qua trường lớp đào tạo bài bản á, họ vào trong xe là họ phải biết làm sao chỉnh yên, rồi phải kiểm tra dầu nhớt rồi này kia. Chứ đâu có phải là lên xe cái là mình thắt dây an toàn cái mình lái đâu. Cũng vậy anh chị em, người được học qua trường lớp bài bản của những trường kinh thánh thì anh chị em sẽ thấy được là người đó có một sự phục vụ Chúa chắc chắn. Và người ta nói rằng là nếu mà lòng sốt sắng thiếu sự biết á, thì sẽ trở thành một kẻ phá hoại. Và thực tế có những người họ không chịu học hành gì hết anh chị em, kêu học trường kinh thánh không chịu học, nhưng mà muốn làm mục sư này mục sư kia, và rốt cuộc thì làm tan nát bề chiên chứ không có đem đến một sự kết quả hoặc là gây dựng hết. Nếu anh chị em xây nhà và anh chị em không có đủ tiền để mà mướn thợ giỏi thợ xịn, tôi hỏi anh chị em có dám mời một đám thợ mà đám thợ đó chưa có kinh nghiệm gì về việc xây nhà, rồi đám thợ đó nói anh yên tâm đi, bây giờ mình xây nhà tới đâu mà sập tới đó đó, không sao, sập tới đâu mình sửa tới đó. Anh chị em có dám cho những người thợ như vậy đó xây nhà anh chị em không? Họ nói sao? Tôi không có bằng cấp gì hết, nhưng mà tôi biết, anh yên tâm, chừng nào sập thì sửa. Anh chị em có dám không? Sập nhà chết người rồi ai chịu trách nhiệm anh chị em? Chính mình đúng không ạ? Vậy đó anh chị em ơi, xây dựng hội thánh chúng ta cần phải có một đội ngũ chuyên nghiệp về lời của Chúa. Và anh chị em, nếu ai chúng ta muốn học lời của Chúa có thể liên hệ với tôi hoặc là liên hệ với mục sư tổng huấn luyện trong Thánh Ngũ Tuần Rema để chúng ta được đăng ký học chính thức ở trong những khóa đào tạo kinh thánh. Amen. Nếu anh chị em cảm nhận là Chúa ngày kêu gọi tôi, Chúa ngày muốn tôi trở thành một người hầu vì Chúa, một người có thể kết quả cho vương quốc của Chúa cách lâu dài, thì anh chị em ơi hãy học lời của Chúa. Ở trên thế gian này có những người họ không có học một ngày nào hết nhưng mà làm thiếu úy. Anh chị em có thấy có những người đó không? Không học qua trường lớp gì hết mà làm tướng tá. Có thể ngày xưa thôi chứ bây giờ thì làm gì có chuyện đó anh chị em. Bây giờ muốn mà trở thành một người mà cấp tướng anh chị em phải qua trường lớp chứ không thể nào mà như ngày xưa được. Và tôi không phải là một người mình hướng về, mình thiên hướng về bằng cấp. Tôi đã từng gặp những người có bằng cấp học vị rất là cao như tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng mà sự giảng dạy của họ rất là khô hạn. Tôi không phải chê gì cả, nhưng anh chị em ơi, thật sự sự sức giàu của Chúa, sự sức giàu của Chúa nó khác với cái bằng cấp mà chúng ta có. Cái sức giàu của Chúa nó khác với lại cái
cái sự khôn ngoan học thức của đời này. Nếu chúng ta nghĩ rằng là mình học để mình có sự giàu của Chúa thì đó là hoàn toàn sai lầm. Nhưng mà nếu chúng ta nhận biết rằng Chúa đã kêu gọi tôi và tôi có ơn ở trong sự hầu vị Chúa, thì anh chị em ơi, tốt nhất chúng ta hãy đi học. Bởi vì khi một người được Chúa kêu gọi và chọn lựa thì Chúa Ngài sẽ xích dầu cho người đó, và người đó nhận biết được rằng là Chúa ở cùng với mình, và mình cần phải được học hỏi thêm lên. Có những người họ dựa vào trong đời sống của sứ đồ Phi-rơ đó, họ nói sao đó, mục sư thấy không, Phi-rơ ổng là một người dốt nát, không học, ổng biết cái gì đâu, ổng nghĩ sao ổng nói vậy thôi, mà Chúa Ngài xích dầu cho ổng trở thành một sứ đồ nổi tiếng và trở thành một người sứ đồ trưởng ở trong 12 sứ đồ. Nhưng mà anh chị em ơi, mình phải từ từ mình bình tâm lại, mình đọc sách Phi-rơ thứ nhất và sách Phi-rơ thứ nhì của Phi-rơ đó anh chị em. Chúng ta thấy rằng là cuối đời của Phi-rơ đó, ông là một người rất là uyên thâm ở trong thần học. Anh chị em có đồng ý với tôi điều này không? Những lời mà ông nói và viết ra đó anh chị em, ở trong hai sách Phi-rơ của ông thôi, nó trở thành một cái nền tảng rất là chắc chắn cho đời sống tâm linh cơ đốc của chúng ta ngày hôm nay. Và ông là một người rất là chững chạc. Ngày hôm nay chúng ta đọc ở trong sách Phi-rơ nhất và Phi-rơ nhì của sứ đồ Phi-rơ đó, có ai dám nói rằng là đây là lời của một người dốt nát không học không? Không. Một lời, một cái bức thư mà ông viết ra như vậy đó anh chị em, tôi đồng ý đó là cái sự mặc khải của Đức Thánh Linh. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó, nó toát lên một cái sự hiểu biết rất là thâm sâu của Phi-rơ về Chúa Giê-xu Christ. Mà ngày hôm nay có thể chúng ta phải bỏ cả 20-30 năm ở trong một cái trường thần học nào đó để chúng ta có thể học biết về những điều mà ông viết ra. Và chúng ta có thể học cả đời, chúng ta cũng chưa có thể học được những gì mà ông đã viết ra anh chị em. Vậy thì đừng có nói rằng là sứ đồ Phi-rơ là người dốt nát không học. Không đâu. Một người đi theo Chúa mà trung tín và chuyên cần, mà thật sự hết lòng anh chị em, người đó luôn luôn tìm cách để học hỏi và tấn tới. Amen. Có thể lúc đầu anh chị em thật sự là một người dốt nát không học, nhưng mà khi theo Chúa một thời gian, 5 năm sau, 10 năm sau, anh chị em cần phải là người giỏi hơn mình những ngày trước. Amen. Đối với tôi, Chúa dạy cho tôi trong những ngày này đó là đừng lấy những cái bài giảng ở trong quá khứ của mình để mà giảng ở trong hiện tại. Cho nên là tôi thường xuyên tôi phải tra cứu, tôi đọc Kinh Thánh, rồi tôi phải cầu nguyện với Chúa, và đồng thời tôi cũng phải đọc thêm nhiều cái sách bộ linh khác anh chị em. Học bằng mọi cách. Từ khi mà tôi ra đường cho đến khi mà tôi xem TV hoặc là tôi đọc sách này sách kia, thì tôi cũng đều có những cái sự dạy dỗ mà Chúa ban cho mình. Và anh chị em ơi, chúng ta hãy tấn tới. Đừng để cho mình trở thành một người cận thị thuộc linh. Bởi vì Phi-rơ nói rằng là ai thiếu những cái điều đó đó thì thành ra người cận thị, người mù. Tôi là mục sư Trương Anh Tuấn, có một cái cặp mắt kiến rất là nhìn lịch sự bảnh bao, đúng không anh chị em? Nhưng mà tôi là một người cận thị. Bỏ kiến ra thì tôi sẽ không còn, không biết là còn đẹp trai hay không, tùy theo mỗi người nhận định. Nhưng mà khi mà tôi bỏ mắt kiến ra đó anh chị em, thì tôi chỉ nhìn có thể tối đa là 10 mét mà thôi. Tôi có thể nhìn thấy vợ tôi ngồi đây gần đây hàng ghế đầu, thấy rõ rõ chút. Nhưng mà nếu mà nhìn ở xa này kia, tôi không nhìn thấy rõ mặt của chuyện. Và chuyện mà có mà cười với tôi hoặc là có trâu mày với tôi cũng không nhìn thấy rõ. Đó là cái người cận thị anh chị em. Ở trong thuộc thể, dạ mình tắt cái tiếng. Dạ. Ở trong thuộc thể thì có thể chúng ta bỏ qua điều này. Nhưng mà trong thuộc linh đó anh chị em, có những người cũng bị cận thị như vậy. Cận thị là như thế nào anh chị em? Trong thuộc linh đó họ không nhìn thấy xa được, họ chỉ thấy gần thôi anh chị em. Tức là những cái gì mà Chúa ban cho họ trước mắt đó thì họ chỉ thấy trước mắt thôi. Chứ còn họ nhìn xa hơn về sự cứu rỗi của Chúa hoặc là những cái gì ở trong lời của Chúa hứa với họ đó, họ không nhìn thấy xa được. Ôi sao theo Chúa mà Chúa không giải quyết nan đề của con, nhà cửa đất đai nợ nần tùm lum hết Chúa ơi. Mệt quá con theo Chúa mà vậy thôi, mệt quá thôi con nghỉ chơi. Con xin rút lui, con dừng cuộc chơi tại đây. Anh chị em ơi, có những người như vậy đó, mình thấy là thương cho họ lắm, bởi vì họ không nhìn thấy xa hơn được, họ chỉ thấy trước mắt thôi. Giờ mục sư nói sao chứ tôi thấy tôi đâu có phước gì đâu. Tay tôi tay trắng mà. Anh chị em ơi, phải nhìn xa hơn. Nhìn xa hơn đó là những phước hạnh của thiên đàng nó đang đến cho đời sống của chúng ta. Những ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù. Tệ hơn nữa đó là người mù anh chị em. Mù tức là không thấy gì hết luôn.
Mù tức là không có một cái sự gọi là nhận biết gì về về Chúa trong đời sống của mình cả. Không nhìn thấy khải tượng, không nhìn thấy được cái hướng đi mà Chúa Ngài vạch ra trên đời sống của mình. Nhìn tới phía trước thì không thấy rõ, nhưng mà nhìn phía sau đó anh chị em thì Kinh Thánh nói rằng là quên hẳn luôn cả sự làm sạch tội mình ngày trước. Nhìn về tương lai thì không thấy rõ, nhưng mà nhìn về quá khứ thì quên luôn cái việc mà Chúa đã tha thứ tội lỗi của mình, và không có một sự biết ơn Chúa. Như vậy những người như vậy thì không thể nào có thể kết quả được cho Chúa anh chị em. Phaolô thường hay nói rằng là nhưng tôi nay là người thế nào, đó là nhờ ơn thương xót của Chúa. Tôi ngày trước vốn là một người phạm thượng, hay bắt bớ và hung bạo, nhưng mà Chúa đã thay đổi tôi. Anh chị em thấy không, sứ đồ Phaolô ông luôn nhớ về quá khứ của mình, đó là Chúa Ngài đã làm sạch tội của mình ngày trước rồi. Anh chị em có nhớ được cái ngày đó không? Chúa tha thứ cho mình bao nhiêu tội lỗi đó. Anh chị em là một người đầy tội á, anh chị em có nhớ được cái sự tha thứ tội lỗi đó của Chúa không? Nếu anh chị em có nhớ thì chúc mừng anh chị em, bởi vì anh chị em giống như sứ đồ Phaolô, luôn luôn nhớ rằng là mình là một tội nhân đã được Chúa Ngài tha thứ. Và ngày hôm nay chúng ta không thể nào dừng lại được, nhưng mà chúng ta phải tiếp tục tiến lên. Chúa đã tha thứ cho tội lỗi chúng ta, và Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, không phải để chúng ta sống theo ý riêng của mình anh chị em. Chúa đã giải cứu dân Israel ra khỏi Egypto không phải là để dân Israel họ đi muốn làm cái gì làm, nhưng mà họ được giải thoát ra khỏi Pharaoh á, là một người chủ gian ác, để cho họ có một người chủ mới, đó là Đức Chúa Trời làm chủ của họ. Và ngày hôm nay chúng ta được Chúa Ngài tha thứ, và Chúa Ngài giải thoát chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm của ma quỷ, là để chúng ta có một sự phục vụ cho Chúa Giêsu Christ là người chủ mới của chúng ta. Không phải là ôi Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi, bây giờ tôi muốn sống sao sống, tôi muốn giờ đi hát karaoke, tôi đi nhảy đầm, tôi làm cái gì cũng được hết. Anh chị em không phải đâu. Chúa tha thứ chúng ta, Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi quyền lực của ma quỷ là để chúng ta sống ở trong việc phục vụ Chúa. Ngài chính là Chúa đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa cứ nghĩ rằng là tôi là Chúa của mình, tôi bắt Chúa phải theo ý của tôi. Nhưng mà anh chị em ơi, đó là một cái sai lầm anh chị em. Chúng ta cần phải sống theo ý của Chúa. Amen. Dạ, chúng ta khi sống theo ý muốn của Chúa thì chúng ta sẽ được kết quả cho Chúa. Lời của Chúa đó là hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm gì đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Phi-rơ ông rất là sâu sắc ở trong sự nhận thức của ông, và ông đã ghi lại rằng là chúng ta cần phải chú ý, hay là phải nhìn chăm xem vào trong cái sự Chúa kêu gọi và chọn lựa chúng ta. Mà muốn nhìn rõ thì chúng ta cần phải được Chúa chữa lành khỏi cái cận thị. Một người cận thị không thể nào nhìn rõ và nhìn xa được, đúng không anh chị em? Nhưng mà chúng ta cần phải được chữa lành khỏi cái tật cận thị. Tôi nhớ khi mà tôi đi khám mắt ở trong những cái cửa hàng mắt kiến á, sau khi tôi đưa cái cặp mắt của mình vào trong cái máy mà đo độ á, thì không phải là người ta cắt cho tôi kiến liền đâu. Họ đo độ xong có số độ rồi thì tôi sẽ được ngồi đó chờ, để họ đó, cái người mà đo độ cho tôi đó, họ sẽ lấy ra một mớ những cái kiến nhỏ nữa anh chị em. Và tôi đeo cái kiến của họ đó thì nó có một cái khay để mà đựng kiến nhỏ nữa. Và thế là từ trong cái chỗ mà đóng kiến nhỏ đó, họ sẽ lấy những cái miếng kiến nó có độ để bỏ vào trong mắt của tôi. Không phải là bỏ một lần, nhưng mà là bỏ nhiều lần, để khi mà tôi nhìn cái chữ lớn thì tôi nhìn rõ, nhưng mà chữ nhỏ ở phía dưới tôi vẫn có thể nhìn rõ được, thì nó mới đúng độ của mình. Lúc đó người ta sẽ dừng lại và người ta sẽ không thêm vào trong cái mắt kiến của tôi những cái trồng để nó đúng độ với tôi anh chị em. Và điều đó cho tôi thấy một điều rằng là để chúng ta có thể được chữa khỏi cái tật cận thị của mình anh chị em, chúng ta phải thêm lên. Không phải thêm một cái, nhưng mà là thêm 7 cái ở đây anh chị em. Đó là nhân đức nè, học thức, tiết độ nè, nhịn nhục nè, tinh kính nè, tình yêu thương anh em và lòng yêu mến nữa anh chị em. Chúng ta phải thêm lên anh chị em. Và khi chúng ta càng trau dồi, càng tấn tới ở trong sự hiểu biết Chúa, thì chúng ta sẽ được kết quả cho Chúa. Và khi chúng ta càng học lời của Chúa đó anh chị em, chúng ta sẽ càng thấy mình ngu. Tôi không biết có những người học cái kiểu gì đó, họ thấy wow, họ cứ ngẩng mặt lên trời. Tôi là thạc sĩ, tôi là tiến sĩ. Anh chị em ơi, cái người mà thật sự học lời của Chúa đó, cái người đó thấy mình càng ngu. Bởi vì sao? Cái biển học thức nó quá nhiều anh chị em. Học tới đâu mình thấy mình dốt tới đó, mình dở tới đó.
Và xin Chúa ngài cho chúng ta luôn có sự khiêm nhường. Bởi vì cái điều ma quỷ ngày hôm nay nó làm cho người ta đó trở nên bị bóp ngã, đó là bởi vì cớ người ta kiêu ngạo. Học nhiều quá, đầu to ra nhưng mà tay thì không làm bao nhiêu, quá chân thì không bước đi, cho nên là chỉ có nghĩ rằng là tôi giỏi hơn người khác. Anh chị em ơi, cái đó vẫn chưa học đúng. Cái người học đứng đúng á, thì cái người đó luôn nhận biết rằng là mình còn nhiều thiếu sót, mình cần phải học nhiều hơn và mình cần phải làm nhiều hơn theo lời của Chúa. Amen. Có người kể lại với tôi á, cái người làm quan, cái người mà mới làm quan á, thì người ta sẽ làm cái áo á ở phía sau á, nó ngắn hơn ở phía trước. Còn cái người mà làm quan lâu á thì sẽ để cái áo á, cái chuồn áo á ở phía trước á, nó ngắn hơn ở phía sau. Tại sao vậy? Tại vì cái người mới làm quan á chưa có biết gì nhiều á, thì lúc nào cũng ngưỡng đâu, đi đâu cũng ngửa lên. Thì khi mà ngửa lên như vậy á thì cái tà ở dưới đụng, cho nên là cái người mới làm quan á là phải làm cái tà áo ở phía sau á nó ngắn hơn, để khi mà ngửa ra như vậy á cái tà ở dưới đụng, và cái phần ở phía trước á thì nó vừa đủ. Còn cái người mà làm quan lâu rồi đó, người ta hiểu biết khôn ngoan rồi đó, người ta sẽ đi cúi đầu xuống. Thì khi cúi như vậy đó thì cái tà phía trước á nó ngắn, cho nên nó đụng vừa tới cái chân. Còn phía sau nó dài á thì nó có thể che được cái phần ở sau đó anh chị em. Xin Chúa cho chúng ta có một cái sự khiêm nhường, để khi chúng ta theo Chúa lâu ngày thì chúng ta thấy rằng là mình còn dốt, còn dở lắm, mình không hơn ai hết anh chị em. Và khi chúng ta nhận biết được là mình còn dở thì lúc đó mình mới có động lực để học lời của Chúa. Và chúng ta sẽ không còn là một phi rơ dốt nát nữa, nhưng mà Chúa sẽ nâng cấp chúng ta lên thành một phi rơ rất là uyên thâm ở trong lời của Chúa. Amen không anh chị em? Ước ao rằng là trong hội thánh ngũ tuần Rema ở tại đây chúng ta sẽ có những phi rơ của Chúa, mà chúng ta có thể chăm sóc được cho những người tin Chúa sau chúng ta nữa anh chị em. Anh chị em có tin điều đó không? Nếu mà chúng ta tin Chúa mà 5-10 năm rồi mà chúng ta vẫn chưa có thể dạy giáo lý hoặc là hướng dẫn cho một người tiếp nhận Chúa thì đó là một điều thiếu sót vô cùng trầm trọng. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để khắc phục cái chỗ này. Và muốn mà chúng ta làm điều đó một cách trọn vẹn thì anh chị em ơi, hãy học lời của Chúa. Hàng tuần tôi có những cái khóa học Kinh Thánh. Nếu anh chị em muốn mà tại đây chúng ta có một cái buổi học Kinh Thánh hàng tuần, tôi sẵn sàng tôi mở online cho anh chị em. Anh chị em không cần phải ra khỏi nhà, anh chị em có thể mở ở tại nhà để mở lên chúng ta học chung với nhau. Mỗi một tuần một lần thôi, được không anh chị em? Muốn không? Dạ. Nếu ai muốn có thể liên hệ với tôi sẵn sàng để dành thời gian. Dẫu rằng là công việc của tôi bây giờ rất là nhiều, nhưng mà tôi sẵn sàng giúp đỡ cho anh chị em. Hội thánh của Chúa tại đây chúng ta sẽ có buổi học Kinh Thánh, để chúng ta không phải chỉ là đến đây nghe lời Chúa hàng tuần mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thời gian để học lời của Chúa nữa anh chị em. Và làm gì đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta là có những người họ đã không thêm lên cho nên họ bị vấp ngã. Vấp ngã ở đây không có nghĩa rằng là họ không phạm tội, nhưng mà vấp ngã ở đây đó là họ bỏ cuộc, họ chán nản, họ ngã lòng và họ thôi lui anh chị em. Quả thật rằng là có những người họ theo Chúa nhưng mà họ không được chữa lành khỏi cái cận thị của họ đó, do họ không có học lời của Chúa đó anh chị em, thì họ đã bị vấp phạm rồi, họ ngã lòng, họ bỏ cuộc luôn. Và điều đó rất là nhiều anh chị em. Ở tại thánh Laodice là một thánh có rất là nhiều người giàu có, nhưng mà Chúa ngài nói với dân sự tại đó rằng là các ngươi như vậy là vẫn còn thiếu nhiều lắm. Ở trong Khải Huyền đoạn số 3 câu số 17 cho đến câu số 18, lời của Chúa nói thế này với những người ở tại thánh Laodice: Vả ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa, song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Có những tín đồ ở tại hội thánh Laodice, họ nghĩ rằng họ giàu có rồi, họ không cần có Chúa nữa, họ không cần phải tìm kiếm Chúa giống như là những hội thánh khác nữa. Họ nói họ đủ rồi. Nhưng mà Chúa nói rằng sao? Bởi vì cái tình trạng tâm linh của ngươi, các ngươi không nhìn thấy, các ngươi bị đuôi mù, các ngươi cần phải mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt. Có những người tin Chúa đã mấy chục năm rồi nhưng mà
vẫn không nhìn thấy được ơn của Chúa và không nhìn thấy được những sự mầu nhiệm trong lời của Chúa. Đáng lẽ là chúng ta làm thầy từ lâu rồi nhưng mà vẫn chưa thấy được những cái lẽ đạo căn bản mầu nhiệm ở trong Kinh Thánh, anh chị em. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta được nhìn thấy những cái điều mầu nhiệm trong lời của Chúa, và đặc biệt là chúng ta có thể nhìn thấy được sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của anh chị em. Đang khi gặp những khó khăn thử thách, anh chị em có nhìn thấy Chúa trong đời sống của mình hay không? Nếu không nhìn thấy thì xin Chúa cho chúng ta được mở mắt ra để chúng ta thấy rằng là Chúa luôn ở cùng với chúng ta. Có những khi tôi thấy bão tố nó nổi lên trong cuộc đời của mình, bão tài chánh, bão này bão kia nó xảy đến, thậm chí là bão trong những nơi mà tôi đang hầu vị Chúa nữa. Nhưng mà Chúa nói với tôi rằng con có thấy sự gì của ta ở đâu không? Và thế là Chúa mà mắt tôi, và tôi nhìn thấy Chúa Giêsu Ngài đang ở trong thuyền của mình. Và thế là tôi có sự bình an trở lại, và tôi công bố trong danh Đức Chúa Christ, cơn bão này phải im đi, nó phải lặng đi, bởi vì Chúa Ngài đang hiện diện ở trong con thuyền của ta. Thưa quý mài chị em, có những khi bão tố làm chúng ta bị dao động, và chúng ta thay vì nhìn vào Chúa, chúng ta nhìn vào trong cơn bão, rồi chúng ta hoảng loạn sợ hãi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã mở mắt chúng ta trong những cái giây phút như vậy, để chúng ta có thể nhìn thấy được Chúa luôn ở cùng với chúng ta, Ngài luôn yêu thương chúng ta. Cảm ơn Chúa, tôi vẫn nhìn thấy sự gì của Chúa ở trong Hội Thánh Ngũ Tuần Rema Lộc Hưng của chúng ta. Dẫu rằng chúng ta trải qua nhiều cơn bão lắm, và chúng ta cũng đang đối diện với một cơn bão của một người chị em có mẹ cũng phải đang nằm ở trong bệnh viện và cần có lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta sẽ thêm lên lời cầu nguyện cho người chị em đó, để Chúa Ngài sẽ thương xót và Chúa chữa lành cho người mẹ của người chị em chúng ta. Và qua đó thì gia đình cũng sẽ thấy được quyền năng của Chúa ở trong sự chữa lành này. Thưa quý mài trên cuộc đời của chúng ta có những cơn bão nó không ngờ đến, nó không báo trước, có thể nó sẽ đến bất cứ lúc nào trong đời sống của chúng ta. Nhưng hãy vững lòng anh chị em, hãy tập chú về Chúa và sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của anh chị em, để chúng ta có thể được cho vào một cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jesus Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Anh chị em muốn đi theo Chúa cho đến cuối đời không anh chị em, hay là chúng ta đi theo Chúa tạm thời thôi? Đích đến của anh chị em là gì? Đích đến của anh chị em là gì ạ? Ôi, nói chi xa xôi quá mục sư ơi. Bây giờ em chỉ cần mong là nhà của em là xây xong rồi, em mua được cái chiếc Fortuner 2 tỷ là em là thấy thỏa lòng rồi. Anh chị em ơi, mấy cái đó là chỉ là chuyện nhỏ với Chúa thôi anh chị em. Cái đích đến cuối cùng của chúng ta đó anh chị em, mỗi người chúng ta luôn, đó là thiên đàng. Amen. Chứ không phải là nhà cao cửa đẹp rồi, mọi thứ trên đất này viên mãn hết rồi. Anh chị em ơi, cái chuyện đó Chúa Ngài thấy rằng là cái điều đó rất là dễ đối với Chúa. Nhưng mà cái điều mà khó nhất anh chị em, đó là chúng ta cần phải vào thiên đàng một cách rộng rãi. Amen. Chúng ta phải đến với một tư thế hiên ngang của một người đắc thắng và kết quả cho Chúa. Chứ không phải là mình giống như là một người vừa mới chết trôi đó, anh chị em vừa mới được vớt lên từ cái vũng nước đó, được vào trên thiên đàng. Anh chị em có muốn vào thiên đàng kiểu đó không? Hay là anh chị em vào, cảm ơn Chúa, con cảm ơn Ngài, bởi vì con vào thiên đàng một cách hiên ngang, với thập phần thưởng đầy đủ. Chứ không phải là mình vừa mới được chết đuối ở đâu đó, được đem vào trên thiên đàng. Cảm ơn Chúa, con được cứu dường như qua lửa. Xin Chúa ngày cho chúng ta được vào thiên đàng với một vị thế hiên ngang, gặp Chúa và gặp các thánh đồ với một tâm thế vui mừng hớn hở. Amen. Dạ, xin Chúa giúp đỡ cho tất cả chúng ta, để chúng ta có thể theo Chúa và kết quả ở Chúa cho đến cuối cùng. Amen. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho năm sau Hội Thánh của Chúa tại đây sẽ đông hơn năm nay. Amen. Dạ, Chúa thêm lên cho dân số trong nhà của Chúa được gấp bao nhiêu anh chị em muốn bao nhiêu? 30. Hiện tại là 30 rồi, mà bây giờ em xin là có 30 là sao? Gấp 30 lần. Dạ, cảm ơn Chúa. Gấp 30 lần là chủ nhà đây hơi lo nha. Chủ nhà đây phải xây nhà lại đó. Dạ, cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho tất cả chúng ta, để mỗi người chúng ta sẽ được ơn của Chúa và được kết quả ở trong năm sau. Dạ. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa Ngài dấy con lên Chúa ơi, để con có thể hoàn tất được cái sự kêu gọi và chọn lựa của Chúa cho đời sống của con. Dạ, xin Chúa cho con được tấn tới, được thêm lên ở trong sự hiểu biết và học lời của Chúa một cách nhiều hơn. Xin mời quý vị cùng đứng dậy và chúng ta cùng cầu nguyện.
Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.